tư thế con rùa, ngồi trên sàn, hai đầu gối hơi cong, hai lòng bàn chân áp sát vào nhau, cánh tay trái chuyển từ mép cong của đầu gối ra phía sau, sau đó cánh tay phải cũng làm tương tự. Lúc này thân trước ngã về phía trước, trán chạm đất, thở ra, thân trên cong lại, đầu nằm bên trong hai mép chân. Hai tay cố gắng duỗi ra sau lưng và nắm lại nhau, thở đều. Giữ tư thế này trong vài giây. Từ từ buông hai tay, sau đó trở về tư thế ban đầu, điều hòa hơi thở. Chúng ta hãy tập lại lần nữa. Hai đầu gối hơi cong, hai lòng bàn chân áp sát vào nhau, cánh tay trái chuyển từ mép cong của đầu gối ra phía sau, sau đó cánh tay phải cũng làm tương tự. Lúc này thân trước ngả về phía trước, trán chạm đất, thở ra, thân trên cong lại, đầu nằm bên trong hai mép chân, hai tay cố gắng duỗi ra sau lưng và nắm lại nhau, thở đều. Giữ tư thế này trong vài giây, bạn có thể cảm nhận được sự co giãn của các dây chằng ở phần đùi. Từ từ buông lỏng hai tay, chậm chậm trở về tư thế ban đầu, điều hòa nhịp thở. Động tác này thúc đẩy tuần hoàn máu trên mặt, khiến khớp xương vai uyển chuyển, tiêu trừ mỡ vùng bụng, tan đi nỗi buồn phiền, cung cấp năng lực cho hệ thần kinh.